Xin chào các cô chú, anh chị, chào các bạn. Hiện tại là em đang ở chùa Thành, thành phố Lạng Sơn. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, ngày cúng Tết ông Công ông Táo về chầu trời để báo cáo một năm thành tích, báo cáo của những hộ gia đình. Mong một sự năm mới phát đạt, gặp nhiều sự tốt lành. Thì hôm nay là mọi người thả cá thì thả cá tập trung tại chùa Thành của thành phố Lạng Sơn, là sẽ thả xuống sông Kỳ Cùng của thành phố Lạng Sơn. Thì trước khi thả cá thì mọi người sẽ mang những chú cá ông công thắp hương làm lễ trước khi để chúng ta cầu mong báo cáo gửi gắm những ông công lên chầu trời, là những mang những cái điều tốt lành, những cái điều mong muốn của những gia đình, gửi lời ông công ông táo lên bẩm báo cho Ngọc Hoàng. Thì trước khi thả cá thì mọi người sẽ phải làm lễ trước. Thì sau khi thả cá xuống sông thì hôm nay là thành phố Lạng Sơn là muốn tất cả những người dân thả cá ở một địa điểm tập trung để tránh cái sự thả cá là riêng lẻ, thì sẽ là sợ như là chúng ta sẽ thả cá xong chúng ta sẽ vứt những cái túi bóng đựng cá sẽ làm cho ô nhiễm dòng sông. Vậy nên là chúng ta mang ra chùa Thành và thả cá thì tránh cái sự ô nhiễm dòng sông của mọi người. Và có rất nhiều những người hướng dẫn chúng ta là thả cá như thế nào. Mời các bác là xem là mọi người dân thành phố Lạng Sơn thả cá xuống sông Kỳ Cùng. Thì hôm nay thả thả máy dưới kia. Lần sau đi thả cá mặc đồ đỏ nhá. Không được mặc đồ đen này đâu. Phấn là đo thông đường bộ cho cá chưa? Sao bọn các ông biết luật chưa? Ơ kia con rắn kìa. Có gì chấp hành luật nghiêm chỉnh. Đi luôn. Đi nhỉ. Đi hết rồi. Đây con thả đi. Con cầm vào đây nắm vào cái túi này. Đấy, đổ. Đó, được rồi. Đi hết được rồi. Đây, cầm lấy con tô đi. Là nước mới vô sạch. Đấy, được rồi. Đấy, có con lên. Đấy, nước mới nó sạch cho lao. À. Thank you.
đi luôn, chả con nào thấy đổ hết. Thank you.